bao nhiêu người, hình ảnh người chiến sĩ vẫn luôn tượng trưng cho sự mạnh mẽ và kiên cường. Nhìn với mẹ, con của mẹ vẫn là bé nhỏ. Như vậy con có một đời vất vả, nhưng mẹ vẫn mỉm cười để con lên đường theo đuổi ước mơ của mình và thực hiện lý tưởng chung của cả dân tộc. Rồi xa, chắc mẹ chút nhiều lo lắng. Mẹ trong mắt mẹ, con mãi không bao giờ trưởng thành. Giờ đây, chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm một thời cho ca khúc Con bé mẹ trở thành một chiến sĩ có phần trình bày ca sĩ Phương Nguyễn Huyền. Trăng sáng